ơi. Hello cả nhà. Hôm nay tranh thủ là đưa bé Nhi đi học. Sẵn rồi bầu sẽ đi chiều bầu sẽ đi coi lại. Chiều này ở quận 2 nha. Út nó phải gặp mấy ông đó nó mới sợ. Nước cái này nè. Vậy hả? Ừ. Bông đồng hơn. Này á. Không, này mùi nhang rồi. Mùi nhang á, ai đốt nhang á. Hãy subscribe.
Xích đi đây cho mát nè. Hả? Mang lại đây cho mát. Cái này hả? Ừ. Gái làm thuốc quá hay. Thì giữ nè. Ê, sao con mở cái này nè. Mở cái trên nhà nè. Mở ra là đọc mai luôn. Đó. Rất khô vậy đó. Đây đi con. Bài hết luôn. Ở quả hình như còn một lồng nhỏ nữa không? Còn lồng bự lắm. Bự lắm. Giờ sao? Giờ sao? Để tí bây giờ bà lấy. Để chị chưa hỏi, chưa trả tiền. Giờ đi ra trả tiền. Qua trả tiền nha. Bây giờ mình đi luôn, mình kêu bả làm phước đi. Anh à, rất là bị điên rồi mấy chị ơi. Lỡ bay hết rồi chị ơi. Lỡ bay. Xong rồi đi mua thêm chim nữa. Có, bà cho mình mà. À, luôn. Dạ. Chú bỏ về bất ngờ. Mệt á. Vậy bắt nó ra luôn đi. Không muốn đi sao á. Dạ.
không có, tôi nhìn con gái tôi nói cô là vợ của chị Rách phải không? Dạ. Cô bắt con đi. Dĩ hả? Má thấy lại đây thấy không hả? Dạ. Con thích đàn con luôn. Sao đây là dạ không sao, đứa đứa qua chùa đi, đứa đẹp quá. Anh là hai đứa gái vậy phải không? Dạ. À, hôm nay là kết thúc một cái ngày lễ Phật đản của bầu nha mọi người nha. Tại vì cái này là cũng là duyên thôi à, tại vì đưa bé Nhi đi học á, xong cái bầu ghé ngang chùa này luôn. Cảm ơn mấy chị rất nhiều mọi người, giá thầy giáo thân bay của mình nha.